Không chỉ mạng xã hội đâu anh ạ. Mà có rất nhiều thứ. Cái xã hội và cái nền văn hóa mà Gen Z bây giờ tiếp xúc ấy, nó khác ngày xưa. Và em nghĩ là không chỉ một phần là ở công nghệ 4.0 đâu, mà nó còn bị tác động bởi những quy chuẩn mà xã hội đưa ra thời điểm bây giờ. Quy chuẩn của xã hội bây giờ nó khác với ngày xưa rồi. Ngày xưa là ăn chắc mặc bền, còn bây giờ là mặc đẹp đúng không? Cái nhu cầu được công nhận chắc chắn là có, bởi vì đó là cái điều mà bắt buộc phải có trong cái ngành của mình. Khi mà em bỗng nhiên nổi tiếng, cái ngày mà mình có một cái hit lớn á, cái ngày đầu tiên mà tự nhiên ai cũng nhắc về Tân Duy Tân, Tân Duy Tân, em rất là sướng đúng không? Sướng rất là rơ, tại vì đó là cái ngày đầu tiên mình được công nhận mà. Không cần phải khoe cho bố mẹ cũng biết luôn, rồi cả trường của mình cũng biết luôn. Cái đó là cái ngày giống như là vinh quy bái tổ á. Em hãy kể về cảm giác đó coi. Đầu tiên để nói về sự công nhận trong cả một quá trình đi. Nếu như em là bạn học sinh kia ấy, thì em tự đánh giá em là một học sinh rất kém và sẽ không có chuyện được lọt vào trong top 10, đừng nói là lên được giải nhì. Cho nên về bản thân em ấy, nhu cầu được công nhận của em có hay không thì là có nhưng rất ít. Vì em không nghĩ là em sẽ đạt được những thành công lớn, vì em không hồi bởi danh. Vì không nghĩ nên nó tới, và khi mà nó tới thì cảm xúc nó vỡ òa đấy. Nó khác lắm anh ạ. Là kiểu là Tân cũng Tân biết là sự công nhận này Tân thích, nhưng mà Tân biết bản thân Tân khó để đạt được cái đấy, cho nên là Tân cũng không có hy vọng gì nhiều. Vậy là đến một ngày áp nào, lực em không áp lực thì không áp lực luôn. Em cứ ra bài, em bắt đầu từ bài đỉnh đầu đi, ra bài. Bắt đầu em có nguồn thu nhập đến từ YouTube. Và nguồn thu nhập đấy giúp em trụ lại được Sài Gòn. Ngày xưa trụ lại được Sài Gòn là một vấn đề nan giải. Vậy thì bây giờ ngay cả hiện tại đi, những cái bài, ví dụ như những sản phẩm sau của em có đang rất áp lực về độ hit của nó hay là... Em biết là mọi người đang đợi chờ em xem bài hát solo tiếp theo của em sẽ như thế nào, nó có được như Lên Trên Tầng Lầu hay không. Nhưng mà cũng khá là nhiều lần em có nói với các chiller ấy. Em hay gọi những người nghe nhạc của em là chiller. Em hay nói với các chiller là hành trình của Tân, hành trình âm nhạc của Tân nó giống như một cuốn nhật ký. Và cảm xúc của Tân thời điểm đó nó như thế nào thì âm nhạc của Tân nó sẽ như thế. Tức là bây giờ là tức là đúng kiểu là Tân sẽ là người nuông chiều trái tim của mình. Em sẽ chia ra em chỉ áp lực một nửa thôi, một nửa còn lại em sẽ nuông chiều em. Mình làm sao mà có thể đong đếm cảm xúc được khi mà nó một nửa? Nó nằm ở trong sự quan tâm đến sản phẩm anh ạ. Một nửa em dành cho cái tôi của em. Cái mà người ta gọi là signature của Tăng Duy Tân. Một nửa còn lại là xu hướng, là những thứ mà khán giả thích nghe. Và mỗi bài hát em đều có gửi gắm ý nghĩa ở trong đấy. Có thể là nội dung của em là những nội dung bài hát buồn, nhưng mà em có cài cắm ở trong bản phối, ở trong một số câu từ, khiến cho một người nghe nhạc buồn nhưng người ta lại vui. Nãy giờ anh chia sẻ và tâm sự moi ra mọi thứ, anh cảm thấy Tăng Duy Tân là một người trưởng thành hơn anh tưởng tượng. Nghĩa là có thể là do gia đình một rất là nhiều á, nghĩa là chắc là 80% là do giáo dục của gia đình, truyền thống mọi thứ làm cho em già dặn hơn là mình tưởng. Em không phải là Gen Z, em nghĩ mình like nhưng thực ra em không có like gì hết á, em là nguyên một cục âm lịch âm lịch thật sự. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao người bạn bè có là âm lịch. Tại vì cái tư duy của em nó rất là hai chiều, để mà có một cái tư duy phản biện hai chiều như nó không phải dễ đâu. Nó cần phải sự tôi luyện rất là nhiều mà phải trải qua những gì. Và anh cũng rất là tò mò em đã trải qua những gì. Mà thật ra những cái em kể với anh là em luôn tránh né, anh cũng đang rất tò mò. Có thể là ở chương trình này không đủ thời lượng để Tăng Duy Tân tâm sự, nhưng mà chắc ở một cái show khác anh em mình sẽ có thân hơn. Thật ra em không tránh né đâu, nhưng mà nó dài. Nó dài đúng không? Vâng, em hay bảo với mọi người đó là mọi người bảo con đường của em trông tranh quá, vất vả quá ngày xưa anh. Em trả lời với họ là không, nó thú vị. Chứ còn bạn em nói với bạn em bảo là bây giờ mày sinh ra trong gia đình giàu, mày không cần phải lo gì hết, mày lớn lên có người sắp việc cho hoặc là làm luôn ở công ty tư nhân, công ty nhà, mày được sắp xếp, còn tao thì tao lại phải dấn thân. Vậy còn... em có thấy tội nghiệp những bạn đó không? À không, mỗi người đều có cái giá trị riêng của họ mà anh. Bây giờ sướng về mặt vật chất thì nó sẽ khổ về mặt tinh thần. Anh nghe câu đấy là rảnh rỗi sinh không nổi anh. Tức là khi chúng ta liên tục làm việc, chúng ta làm việc mỗi ngày, chúng ta sẽ không có thời gian để chúng ta suy nghĩ vẩn vơ, suy nghĩ lung tung.
suy nghĩ những cái thứ tích cực thì không nói làm gì, nhưng mà thường thì chúng ta có xu hướng là thích những cái nguồn năng lượng tiêu cực, hay giống như trên mạng những cái thứ mà liên quan bóc phốt drama là mọi người thích lắm. Nhưng mà những cái clip về liên quan về đạo đức, liên quan về tôn giáo Phật giáo, những cái lời hay ý đẹp thì lại lượt xem, lượt tim lại thấp. Thì đó. Thì người ta thì là em thấy là Gen Z bây giờ khổ về mặt tâm lý nhiều. Lý do gì khi mà ở một cái nơi quá là tuyệt vời, giống như hồi xưa chiến tranh không khổ thôi, rồi, chứ tại sao bây giờ nó hòa bình và mọi thứ nó đầy đủ mà lại khổ? Vì tuyệt vời đấy anh. Vì tuyệt vời nên khổ. Vì bây giờ cần cái gì có cái đấy. Ừ. Còn ngày xưa anh em mình, bố mẹ mình, ông bà mình lại chị làm cách nào để cho các bé đấy hết khổ bây giờ? Các bé đang hỏi ý mình nè. Làm cách nào á? Ở bản thân, bản thân của từng người anh ạ. Bản thân từng rất người nhiều à? Người rất nhiều người bảo, gặp em bảo là anh Tân ơi, em cũng bị trầm cảm, bây giờ em phải làm sao? Thậm chí là người em rất thân của em ở Sài Gòn, bây giờ bạn đấy đi sinh rồi. Bạn đấy bị trầm cảm và em sống với bạn đấy, anh em rất thân thiết, tiếp xúc với bạn đấy từ lúc bạn bắt đầu bước vào tiêu cực và đến thời điểm bạn dần thoát ra tiêu cực và đi sinh ấy. Em đã cố gắng giúp rất nhiều. Em giống như một cuốn sách có câu trả lời, bạn đấy vẫn đọc nhưng bạn đấy lúc đấy vẫn chưa hiểu. Và em nhớ là lần cuối cùng em khuyên bạn đấy, em bảo là anh nghĩ là đến, bây giờ đến chỉ có một mình em mới có thể giải quyết vấn đề của em thôi. Tại vì em biết nhưng em không hiểu. Còn anh đang hiểu rồi, nhưng mà anh không biết cái cách làm sao để cho em hiểu cả.